Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu linh kiện các dịch vụ đang được triển khai tại di động cao cấp.vn. Nay di động cao cấp.vn giới thiệu bạn một dịch vụ mới đang được triển khai tại di động cao cấp.vn. Đó dịch vụ thay mới camera máy ảnh của điện thoại LG V10. Trên hình các bạn thể thấy đây là trọn bộ linh kiện của điện thoại LG V10 mà mình đã mượn được của kỹ thuật viên bên di động cao cấp.vn. Khi khách hàng gặp có lỗi sự cố liên quan đến phần camera của điện thoại LG V10, quý khách hàng chỉ cần gọi điện đường dây nóng 04 66 75099 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất cho quý vị các bạn. Còn đây là cụm camera của LG V10, camera sau của LG V10, và đây là cụm camera trước của LG V10, camera kép của LG V10. Khi khách hàng gặp lỗi sự cố liên quan đến phần camera máy ảnh của LG V10, quý khách hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ thay mới cho quý vị các bạn. Đối với camera của LG V10 cũng giống như tất cả những loại camera hiện nay trên smartphone đều thiết kế dạng module như thế này. Đó. Do đó khi khách hàng gặp lỗi sự cố liên quan đến phần camera máy ảnh của LG V10 không lấy nét được, chụp mờ, chụp có điểm đen, chụp không lấy nét được, chụp chập chờn cũng được cũng không, thì kỹ thuật viên sẽ chỉ cần bóc cái phần module camera ra và thay mới cho quý vị các bạn. Hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến các linh kiện khác của LG V10 cũng như chất lượng của LG V10, main của LG V10 sau khi thay thế sửa chữa. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại LG V10, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn. Một lần nữa, Di động Cao cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang triển khai tại Di động Cao cấp.vn chúng tôi.